Lại là Hà đây. Hôm nay, chúng ta xem một bộ phim hài lãng mạn năm 2009 có tựa đề Lời Cầu Hôn. Margaret Tết là tổng biên tập của Coda Books, một trong những nhà xuất bản lớn nhất ở New York. Andrew Patton là trợ lý của cô ấy. Anh ấy mơ ước trở thành một biên tập viên và đưa cho Margaret một bản thảo mà anh ấy thực sự thích. Nhưng Margaret từ chối nó, nói rằng cô ấy không thích nó. Margaret nổi tiếng là một phụ nữ độc đoán. Tất cả các nhân viên đều sợ hãi cô ấy và thậm chí còn gán cho cô ấy mật danh mụ phù thủy. Sau đó, Margaret được mời đến văn phòng của sếp. Sếp chúc mừng cô đã ký được hợp đồng với một tác giả nổi tiếng. Ông thông báo với cô nàng quyết định nhập cư của cô sắp hết hạn và cô sắp bị trục xuất trở lại Canada. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm việc ở nước ngoài, nhưng họ không muốn điều đó, nói rằng họ sẽ phải để cô ấy đi trong một năm, trừ khi cô ấy có thể nghĩ ra điều gì đó. Túng quá hóa liều, cô nàng tóm gọn anh chàng trợ lý ngác ngơ vào rọ. Khi anh trợ lý tội nghiệp Andrew đến đưa tài liệu cho cô, cô nàng chỉ vào anh và tuyên bố với sếp lớn rằng cả hai đã hẹn hò được một thời gian và sẽ sớm kết hôn. Nghe tin như sét đánh ngang mày, anh trợ lý gần như hóa đá. Ông chủ rất vui và bảo họ hợp thức hóa toàn bộ càng sớm càng tốt. Vào lúc họ đi xuống cầu thang, cả văn phòng đều biết chuyện này. Các đồng nghiệp của Andrew, những người mà anh dành nhiều thời gian để trêu chọc Margaret, giờ chế nhạo anh vì bị mắc kẹt với phù thủy. Margaret giải thích hoàn cảnh của mình và hứa sẽ ly dị khi quyền công dân của cô được xác nhận. Nhưng Andrew phản đối toàn bộ ý kiến này. Margaret đe dọa anh chàng rằng khi cô ấy ra đi, Bob sẽ được làm tổng biên tập. Anh ta sẽ sa thải Andrew càng sớm càng tốt và sau đó giết chết bất cứ hy vọng trở thành biên tập viên nào của anh ta. Andrew lại bị sốc và rơi vào tình thế khó xử. Vì vậy, họ đến văn phòng nhập cư, nơi người phụ trách, ông Jimberson, đặt câu hỏi về tính xác thực của mối quan hệ của họ. Anh ta nói với Andrew rằng nếu toàn bộ chuyện này trở thành một trò lừa đảo, Margaret sẽ bị trục xuất nhưng Andrew sẽ bị phạt 250.000 đô la và nhận 5 năm tù. Nhưng nếu anh ấy thừa nhận điều đó bây giờ, anh ấy sẽ được cho đi. Andrew không thú nhận. Ông Jimberson nói rằng họ sẽ được phỏng vấn riêng vào thứ hai và câu chuyện của họ phải phù hợp với nhau. Sinh nhật của bà nội Andrew sẽ đến vào thứ bảy. Để hiểu nhau hơn, cả hai quyết định về quê anh trợ lý. Trước khi đi, Andrew yêu cầu được thăng chức thành biên tập viên nếu anh ấy hoàn thành việc này. Dù do dự nhưng cuối cùng cô nàng phù thủy cũng đồng ý. Không chỉ có thế, anh trợ lý quyết cho nàng ăn hành. Anh yêu cầu cô cầu hôn anh ấy. Sếp bà quỳ ngay giữa phố cầu hôn anh trợ lý trong ánh nhìn tò mò của những người đi đường. Anh chàng thản nhiên chấp nhận rồi rời đi. Trên chuyến bay của họ đến quê hương của mình, Sitka, Alaska, anh ấy nói rằng anh ấy biết tất cả về cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy không biết bất cứ điều gì về anh ta. Họ hạ cánh ở Sitka nơi mẹ của Andrew, Grace Patton và bà nội Annie của anh ấy đón họ khi họ đi vào thị trấn. Margaret nhận thấy rằng hầu hết các cửa hàng ở đó có tên Patton, tiết lộ rằng Andrew thực sự rất giàu có, ngay cả biệt thự bên bờ biển của họ cũng tuyệt vời. Margaret gặp khó khăn với phong cách sống mộc mạc này và thậm chí phải vật lộn để xuống một số cầu thang lên thuyền của họ. Andrew rất khó chịu khi biết rằng cha mẹ họ đã mời tất cả bạn bè và gia đình của họ đến để chào đón anh ta. Mẹ anh rất vui khi được gặp lại anh sau 3 năm. Tại bữa tiệc, cha anh đưa anh sang một bên và hỏi tại sao Andrew lại hẹn hò với bà sếp nghiêm khắc khó chịu. Andrew tiết lộ rằng họ sẽ kết hôn. Anh ấy thông báo điều này cho cả bữa tiệc. Bạn gái cũ của anh, Goethe, cũng có mặt ở đó và chúc mừng họ. Margaret kể một phiên bản rất hấp dẫn của câu chuyện, nơi cô ấy tập trung vào việc Andrew nhạy cảm và si tình như thế nào. Andrew bị bẻ mặt vì điều này và đưa vào phiên bản của chính mình, nơi anh ấy nam tính và mạnh mẽ. Sau đó, cả nhóm bắt họ hôn nhau. Ban đầu họ hôn nhau vụng về, sau đó hôn đúng cách hơn một chút. Buổi tối hôm đó, hai người bọn họ được cấp một phòng ngủ duy nhất. Sau khi Grace và bà Annie đi vắng, Andrew ngủ trên sàn nhà. Sáng hôm sau, Andrew đến thông báo với Margaret rằng mẹ anh sẽ đưa cô đi chơi với những người phụ nữ khác. Sau đó anh ấy ôm cô ấy để trình diễn cho bố mẹ anh ấy. Sau đó, anh ta đến chỗ cha mình, người đang chơi golf trên bờ biển. Anh ta yêu cầu Andrew chuyển về Sitka vì có một doanh nghiệp lớn ở đây đang chờ anh ta. Andrew khó chịu vì cha anh lại nhắc đến chủ đề này. Anh từ chối, nói rằng anh mong muốn cha mình có một người con trai khác muốn ở lại đây, ở một nơi khác. Margaret thấy mình đang ở trong một câu lạc bộ thoát y với những người phụ nữ khác. Ramon, nam vũ công thoát y được yêu thích của thị trấn, sẽ tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng cho họ. Những người phụ nữ đội khăn che mặt trên đầu Margaret và đưa cô ấy lên sân khấu, nơi Ramon phục vụ cô ấy. Bị ảnh hưởng bởi toàn bộ chuyện này, cô ấy đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cô bồ cũ của anh chàng đến nói chuyện với cô ấy. Cô kể cho Margaret một câu chuyện cảm động về cách Andrew cầu hôn cô nhiều năm trước nhưng anh lại muốn rời Sitka trong khi cô thì không. Vì vậy, họ đã chia tay. Sau đó, khi những người phụ nữ trở về nhà, họ thấy Andrew tức giận đục khoét một chiếc xuồng. Mẹ anh biết rằng giữa bố và con trai đã xảy ra chuyện khi bà vắng nhà. Cô ấy than phiền.
chồng vì đã gây áp lực về việc kinh doanh của gia đình cho Andrew. Điều này sẽ khiến con trai họ ngày càng né tránh họ nhiều hơn. Margaret đi tắm và không nghe thấy Andrew bước vào. Andrew đang đeo tai nghe nên cũng không nghe thấy tiếng cô ấy. Anh ấy ướt đẫm mồ hôi sau khi chặt và cởi hết quần áo. Margaret khỏa thân đi ra ngay sau đó và lao vào Andrew. Cơ thể trần truồng của họ vướng vào nhau, bọn họ hét toáng lên. Đêm đó, Margaret hỏi Andrew về mối quan hệ của anh với cha mình, nhưng Andrew không muốn nói về chuyện đó. Vì vậy, cô ấy bắt đầu tiết lộ một số điều về cô ấy mà anh ấy không biết, thích và không thích sâu sắc nhất của cô ấy. Nghe cô tiết lộ những bí mật của mình, anh rụt rè tiết lộ rằng anh cũng nghĩ cô xinh đẹp. Sau đó họ hát bài hát yêu thích của cô ấy khi đi ngủ. Sáng hôm sau, Margaret thức dậy sớm và trang điểm. Tuy nhiên, Grace gõ cửa nên đánh thức Andrew và họ vội vàng giả vờ ôm ấp nhau trên giường. Grace mang bữa sáng cho họ, Joe cũng đến và nói rằng họ muốn Andrew và Margaret kết hôn vào ngày mai, vào ngày sinh nhật của bà Annie. Sau khi họ rời đi, Andrew tiết lộ rằng anh ấy lo lắng gia đình mình sẽ phát hiện ra, điều này thực sự sẽ xé nát họ và bà Annie sẽ lên cơn đau tim. Nhưng, Margaret cố gắng làm cho anh ta bình tĩnh lại và bắt đầu xoa bóp cơ bắp của anh ta. Khi cô ấy nhận ra mình đang làm gì, cô ấy nhanh chóng đứng dậy để phục vụ bữa sáng. Bây giờ, đến lượt Andrew nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô ấy. Sau đó, họ đến thị trấn để mua một số thứ. Khi Margaret tận dụng cơ hội này để tìm một chiếc máy tính và bắt kịp một số công việc của mình, Andrew đến nói chuyện với Gerter. Margaret mơ màng ngắm nhìn hai người. Sau đó, bà Annie và Grace đưa Margaret đến một cửa hàng đồ cưới. Ở đó, họ tìm thấy cô ấy một chiếc váy mà bà Annie đã mặc trong đám cưới của cô ấy. Bà Annie cũng tặng cô một chiếc mề đầy đã có trong gia đình họ 150 năm. Margaret vô cùng xúc động. Sau khi xong việc, cô ta cướp chiếc thuyền của gia đình Andrew và đưa anh ta ra biển. Ở đó, cô ấy phản ánh sự lo lắng của Andrew từ buổi sáng, nói rằng họ sẽ làm tổn thương gia đình anh ấy với trò lừa đảo này. Cô nhận ra rằng cô không bao giờ được lớn lên trong một gia đình đúng nghĩa, nhưng Andrew được bao bọc bởi tình yêu thương và cô không muốn phá hỏng điều đó. Andrew gần như đâm thuyền, nhưng đã lật ngược nó kịp thời. Tuy nhiên, Margaret rơi xuống, Andrew nhanh chóng cứu cô và cuốn cô trong một chiếc chăn và ôm cô để sưởi ấm. Trở lại nhà của mình, Joe đưa chúng đến một nhà kho nơi ông Jinverson đã đến để kiểm tra chúng. Anh ấy nói rằng Andrew vẫn còn cơ hội để thú nhận, nhưng Andrew chắc chắn về câu chuyện tình yêu của họ và rời đi. Cha của anh ấy đã hy vọng rằng Andrew sẽ kết thúc điều này, nhưng lại thất vọng, đám cưới của họ diễn ra vào ngày hôm sau, bà Annie dắt Margaret xuống lối đi. Khi Ramon bắt đầu cử hành hôn lễ, Margaret đã ngăn anh ta lại. Cô ấy quay sang tất cả gia đình và bạn bè và thừa nhận rằng cô ấy đang làm điều này để tránh bị trục xuất. Cô ấy nói rằng cô ấy đã ép buộc Andrew vào việc này và nhận mọi lỗi lầm về mình. Andrew có một gia đình đẹp và cô ấy không muốn phá hoại điều đó. Ông Jinverson mỉm cười tự mãn khi Margaret rời khỏi nhà thờ. Andrew đi theo cô ấy đến phòng của họ. Tuy nhiên, Margaret đã rời đi. Trên bản thảo mà Andrew đã mang đến cho cô ấy nói rằng anh ấy đã tìm thấy một cuốn sách hay và anh ấy sẽ sớm được bổ nhiệm làm biên tập viên. Gerter bước vào, cô giúp anh bình tĩnh lại và thúc giục anh đi theo Margaret. Bên ngoài, hai cha con xảy ra cãi vã. Nhìn thấy điều này, bà Annie đau tim. Họ nhanh chóng đưa cô ấy lên máy bay. Ở đó, bà Annie bắt Joe hứa rằng anh sẽ không bao giờ gây áp lực cho con trai mình vào công việc kinh doanh của gia đình. Sau đó, cô bắt Andrew hứa rằng anh sẽ cố gắng để gần gũi hơn với gia đình. Sau khi hàn gắn cho hai cha con, bà Annie cũng không cần giả vờ bị bệnh nữa. Cả gia đình rất bất ngờ về điều này. Bà Annie ra lệnh cho phi công bay đến sân bay địa phương. Ông Jinverson vẫn tự mãn khi đưa Margaret trở lại New York. Andrew đến, nhưng đã quá muộn, vì máy bay vừa cất cánh. Grace và bà Annie nói rằng Margaret yêu Andrew, bởi vì tình yêu của cô ấy là nguyên nhân khiến cô ấy rời bỏ anh ấy. Trở lại New York, Margaret sẵn sàng rời công ty. Cô ấy vẫn có danh tiếng của mình và mọi người thậm chí còn sợ lọt vào tầm ngắm của cô ấy. Không ai giúp cô ấy. Andrew bước vào ngay sau đó, thở hổn hển. Sau khi chạy đến đó, anh ấy nói rằng anh ấy ghét cô ấy 3 ngày trước. Anh ấy đã từng ước rằng một chiếc taxi sẽ tông vào cô ấy, hoặc cô ấy sẽ bị đầu độc. Nhưng bây giờ, sau kỳ nghỉ cuối tuần của họ ở Alaska, mọi thứ đã thay đổi. Kể từ nụ hôn giả đầu tiên của họ, cho đến những lần gắn bó với nhau vào đêm khuya, anh ấy đã bắt đầu cảm thấy khác về cô ấy. Sau đó anh ta yêu cầu cô kết hôn với anh ta, để họ có thể tiếp tục hẹn hò. Margaret nói rằng cô ấy sẽ trở thành một người bạn gái và một người vợ tồi tệ, vì cô ấy rất khó ở bên cạnh. Andrew nói rằng điều đó không quan trọng và cả hai hôn nhau. Tóm tắt đến đây thôi, chào tạm biệt các bạn.